Chào các bạn. Các bạn vào chưa? Ồ, Nguyễn Hiếu sẽ chờ các bạn một chút nhé. Rồi, chào các bạn thân mến. Nguyễn Hiếu rất vui gặp lớp ta ở trong bài tập thứ tư trong tuần đầu tiên này. Thế và bây giờ là đã rất là sớm rồi đúng không ạ? Có một số bạn thì cũng đã vào rồi. Nguyễn Hiếu nhìn thấy sự hiện diện của các bạn rồi. Các bạn nào mà vào rồi thì bình luận xuống phía dưới chào buổi sáng nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ đi chuẩn bị thảm này, khăn này, nước để chuẩn bị vào bài tập ngày hôm nay. Thế và còn các bạn mà chưa kịp vào đó hoặc là đang trong chuẩn bị thì chúng ta vui lòng chờ các bạn một chút được không ạ? Rồi, Nguyễn Hiếu đã thấy thêm rất là nhiều các bạn cũng đang vào thêm rồi. Bạn nào vừa mới vào xong thì bình luận xuống phía dưới lời chào chúc buổi sáng ngọt ngào nhá. Để cả ngày nay chúng ta đều ngọt ngào nào, giúp Nguyễn Hiếu bình luận xuống phía dưới. Và các bạn thân mến, đây là chương trình yoga chia sẻ luyện tập cùng với cả Nguyễn Hiếu mỗi ngày tại nhà. Cho nên Nguyễn Hiếu rất là mong sự đồng hành của các bạn giúp Nguyễn Hiếu chia sẻ cái live stream này tới cho bạn bè và cho người thân xung quanh của chúng ta. Tìm được đến cái nhóm luyện tập này tại nhà này cùng với Nguyễn Hiếu, giúp Nguyễn Hiếu chia sẻ để chúng ta có một cộng đồng thật khỏe mạnh, được không ạ? Chia sẻ live stream và hoặc là chia sẻ cái nhóm này của chúng ta tới cho bạn bè và người thân. Hoặc là các bạn giúp Nguyễn Hiếu tag tên bạn bè của mình vào rủ nhau cùng tập với Nguyễn Hiếu đó ạ. Rồi. Bạn nào mà đã giúp Nguyễn Hiếu chia sẻ rồi để lại số 1 để cho Nguyễn Hiếu được biết. Và Nguyễn Hiếu sẽ rất là cảm ơn và biết ơn bởi sự đồng hành của các bạn cùng Nguyễn Hiếu trao đi sức khỏe cho cộng đồng xung quanh của chúng ta. Để lại số 1 các bạn nhé. Và bây giờ thì Nguyễn Hiếu sẽ chờ các bạn trong vài phút nữa để cho các bạn vào sau kịp chuẩn bị. Và chúng ta bạn nào đã sẵn sàng rồi hãy giúp Nguyễn Hiếu bình luận xuống phía dưới. Sẵn sàng. Bình luận xuống phía dưới sẵn sàng và sau đó chúng ta để máy ở đấy để chế độ chờ và cùng chờ đợi một vài phút. Và Nguyễn Hiếu cũng sẽ cùng chờ đợi các bạn. Trong khi mà chờ đợi thì Nguyễn Hiếu cũng sẽ đi chuẩn bị một số cái nghi thức vào buổi sáng để mà chúng ta bước vào cái bài tập được tuyệt vời nhất, tận hưởng được những cái giá trị tuyệt vời nhất mà bài tập ngày hôm nay mang đến cho sức khỏe của chúng ta. Thay đổi sức khỏe tốt hơn này, thay đổi tâm trạng của chúng ta vui và khỏe hơn này. Đó, điều đầu tiên là chúng ta phải làm gì ạ? Phải uống nước các bạn nhé. Uống nước để cho khí huyết của chúng ta được tuần hoàn tốt. Và sau đó thì Nguyễn Hiếu sẽ xông cái tinh dầu để cho cái không gian của mình tập nó được sát khuẩn và có cái mùi thơm dễ chịu. Nguyễn Hiếu thì rất là thích tinh dầu, lau nhà cũng tinh dầu, mà khi mà luyện tập thì cũng xông tinh dầu, nhưng mà lưu ý là phải chúng ta phải xông bằng tinh dầu thiên nhiên hoàn toàn các bạn nhé.
Rồi. Các bạn có thấy là cái hơi tinh dầu đang lan tỏa rất là mạnh, sát khuẩn cho tay cho sạch, để chúng ta bước vào cái bài tập được sạch sẽ nhất, thơm tho và dễ chịu nhất. À, thơm quá, thơm quá. Rồi, chúng ta bắt đầu nha. Các bạn ngồi xuống đi. Xin mời các bạn ngồi xuống. Còn bạn nào mà chưa chuẩn bị xong thì nhanh chóng vào vị trí nào. Chúng ta cùng điều chỉnh tư thế ngồi. À, trước khi vào bài tập thì chúng ta sẽ cùng ngồi thiền, thư giãn, tĩnh tâm vài phút nhé. Các bạn điều chỉnh tư thế ngồi thật thoải mái, giống như Nguyễn Hiếu đang ngồi, hoặc là cái tư thế nào mà bạn ngồi bạn cảm thấy thoải mái nhất. Giữ cho cái lưng của bạn thật thẳng đi. Giữ cho cái lưng thật thẳng. Sau đó để hai tay trên đầu gối, nhắm mắt lại. Từ từ nhắm mắt lại. Hãy hít vào một hơi thật sâu và thở ra thật chậm. Nhẹ nhàng mỉm cười đi. Hãy hít vào và thở ra. Từ từ hít vào một hơi thật sâu, đẩy bụng căng phồng lên và thở ra xẹp bụng lại. Từ từ đưa tâm trí trở về với cơ thể của bạn. Đưa tâm trí trở về với cơ thể. Hãy hít vào một hơi thật sâu. Thở ra, chắp hai tay trước ngực. Từ từ hít vào. Bạn vươn hai tay lên, duỗi giãn thật dài cho xương sống. Thở ra, hạ tay xuống, vòng chắp tay trước ngực. Hai hít vào, vươn tay lên, duỗi dài cho cột sống của bạn. Thở ra, hạ tay xuống, chắp trước ngực. Hít vào một hơi thật sâu, vươn tay lên, thẳng cánh tay, sát tai. Thở ra, hạ tay xuống, chắp trước ngực. Nhịp cuối cùng nào, hít vào, vươn hai tay lên, giãn duỗi thật dài, thật mềm cho xương sống của bạn. Rồi từ từ thở ra, hạ tay xuống, thả lỏng tay trên đầu gối. Sau đó chúng ta gập chân lại nhé. Ngồi ở tư thế kim cương. Mông ngồi lên trên gót chân và đảm bảo cái xương cụt của chúng ta đó được quay vào trong. Thế, đúng rồi. Mông ngồi tì lên trên gót chân. Đó, hai tay đặt lên trên đầu gối của bạn. Tiếp tục nào, chúng ta từ từ hít vào. Đẩy này, đẩy cái vai, nâng vươn cái ngực của chúng ta lên. Sau đó đưa hai tay ra sau, đan tay lại. Đẩy căng lồng ngực của chúng ta lên. Đẩy căng lồng ngực nào, bạn thấy ngực của bạn được vươn về phía trước chưa? Chúng ta khởi động cho khớp vai một chút nhé. Hít vào một hơi thật sâu, nâng tay lên, thở hạ xuống. Chúng ta hít thở đều, tức là hít thở bình thường theo nhịp thở của bạn. Tiếp tục hai tay lên, thở xuống. Ba tay lên, hạ xuống. Chúng ta tập 5 lần. 4 tay lên, xuống. Và nhịp cuối tay lên. Chúng ta giữ ở đây 5 giây. 5, 4, 3, 2 và 1. Từ từ hạ tay xuống, thả lỏng thư giãn cho vai. Đặt tay trên đầu gối, xoay 1, 2, 3. Xoay ngược lại 3, 2 và 1. Đưa cơ thể trở về vị trí ban đầu. Từ từ
Bạn nhấn cái đầu gối toàn bộ cẳng chân của bạn xuống dưới sàn, nâng cơ thể lên, đẩy căng lồng ngực, mở khuỷu tay sang hai bên, nâng cằm lên, thở ra, cong lưng, bạn vươn hai tay về phía trước, cúi gập đầu xuống, cảm nhận giãn mềm từng đốt sống gáy ra nhé. Rồi hít vào. Chúng ta luôn luôn hít bằng mũi và thở ra bằng mũi, đẩy căng lồng ngực lên, chỉ cái xương ngực của chúng ta được tác động thôi. Thở ra, cong lưng ra sau, vươn dài tay về phía trước, cúi đầu mắt nhìn rốn nè. Ba, hít vào, chúng ta tập 5 lần, đẩy căng ngực lên, thở ra. 4, hít vào, vươn ngực lên, thở. Và 5, hít vào thật sâu, đẩy căng căng căng, giữ ở đây, hít thở đều 5 giây nha cả lớp. 5, 4, 3, 2 và 1, thở ra, cong lưng vươn tay về phía trước, rồi sau đó hít vào, đưa cơ thể trở về vị trí ban đầu. Bạn vươn tay chống tay về phía trước, mở rộng đầu gối bằng vai đi. Thế, sau đó chúng ta khởi động cho cái vùng cổ tay của chúng ta một chút nhé. Quay cái xương cụt của bạn lại, gồng cao cái vai của bạn lên, xoay qua bên phải. 1 2 3 4 5. Cái việc làm mềm cổ tay rất quan trọng để cho chúng ta vào tư thế. Xoay ngược lại bạn nhé, qua trái. 5 4 3 2 và 1. Đưa cơ thể trở về vị trí ban đầu, lật ngược tay lại. Đó, giữ ở đây, hít thở đều 10 giây nha bạn. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 và 1. Từ từ đưa tay trở về vị trí ban đầu. Sau đó hít vào một hơi thật sâu. Bạn vươn dài hai tay về phía trước. Lát nữa mình sẽ hạ cằm xuống cho anh Nguyễn Hiếu, để cái khăn xuống đây, để cho cái cằm của mình nó không bị chạm vào sàn. Vươn dài hai tay về phía trước, hít sâu, thở ra. Đó, bạn ấn ngực, hạ khuỷu tay xuống. Hít lên, thở ra nè. Chúng ta tập 5 lần. 3, hít lên, thở. 4, hít lên, thở ra. 5, hít lên, thở ra. Bạn giữ ở đây, hít thở đều 10 giây nha. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 và 1. Từ từ hít vào, nâng cơ thể lên, rồi chúng ta lùi tay trở về vị trí ban đầu. Để khăn vào vị trí nha. Đó, lùi tay vào vị trí ban đầu. Sau đó hít vào một hơi thật sâu. Chống mũi chân nè, thở ra. Bạn đẩy mông lên, đẩy mông. Rồi khoan hãy duỗi thẳng chân mà ép cái đầu ở giữa hai tay trước đi. Thế sau đó nhón gót chân đi bộ tại chỗ, để làm mềm cho gân và dây chằng ở chân của bạn trước đã. Hít thở đều, giãn duỗi dài lưng và mở cái vai của bạn ra. Hít thở đều, rồi nhấn ép gót chân lại, ép gót chân. Sau đó hít vào, thắt chặt bụng, đẩy cơ thể về tư thế tấm ván. Nhớ phải thắt chặt, siết và gồng chắc cái cơ bụng của mình đó.
rồi hạ đầu gối xuống. Lần hai hít vào, đẩy mông lên, tư thế chữ V ngược, ép vai hạ gót chân, thở ra, thắt chặt vùng bụng lại, gồng chặt bụng lại nha bạn. Đó, rồi hạ đầu gối xuống. Chúng ta tiếp tục lần 3, chúng ta tập 5 lần nhé. Hít vào, đẩy mông lên, tư thế chữ V ngược, sau đó thở ra, đổ người về phía trước, tư thế tấm ván, gồng chắc vùng bụng vùng đùi lại, hạ đầu gối xuống. Rất là dễ đúng không nào? Rồi 4, hít vào, đẩy mông lên, tư thế chữ V ngược, lớp mình cố lên nha. Rồi thở, trở về tư thế tấm ván, tiếp tục hạ đầu gối xuống. Nhịp cuối cùng, hít vào, đẩy mông lên, chữ V ngược, đẩy cao, hất cao cái mông lên. Rồi sau đó thắt chặt vùng bụng lại, tấm ván, hạ gối xuống. Từ từ hít vào một hơi thật sâu, thở ra, lùi mông ra sau, duỗi mũi chân, mông ngồi lên trên gót chân của chúng ta đi. Thả lỏng, thư giãn cho cái cổ tay của bạn đi. Thả lỏng và thư giãn cho cổ tay. Tát mồ hôi chưa nào? Bạn nào vã mồ hôi ra rồi, lau ngay, thấm ngay. Đó, rồi chống hai tay về phía trước, chống mũi chân, chúng ta tiếp tục nha. Hít vào, đẩy mông lên, chữ V ngược, ép vai xuống, từ từ kiễng cao gót chân, bước chân phải lên cạnh bàn tay của bên phải, sau đó hạ đầu gối trái, từ từ nâng vươn này, nâng vươn, vươn, vươn hai tay, hơi đẩy ngực về phía trước, uốn nhẹ cái lưng của chúng ta, tư thế trăng lưỡi liềm, hết sức nhẹ nhàng thôi nha. Rồi từ từ hít vào, thở ra. Lần này chúng ta hạ bàn tay xuống, sau đó duỗi thẳng chân của bên phải, bàn tay lùi xuống ngang với cả phần cẳng chân. Chúng ta tập thêm một lần nữa nha. Hít vào, ép toàn bộ đùi bên trái, đồng thời nâng vươn hai tay, đẩy, đẩy, vươn lên, vươn lên, mở nhẹ cái lồng ngực của chúng ta, nhẹ nhàng thôi, hai cánh tay sát tai. Đó, thở ra. Rồi lùi trượt tay ngang với vùng bắp chân, để duỗi thẳng chân của bên phải, nhớ là đừng có lệch vẹo hông nhé, mà giữ thẳng và duỗi. Hít thở đều nào. 5, 4, 3, 2 và 1. Từ từ hít vào, đẩy tay về cơ thể vị trí ban đầu ngang với cả chân, sau đó rút chân phải ra, trở về tư thế chữ V ngược. Chúng ta đổi bên nha. Hít vào một hơi thật sâu, đẩy cơ thể gù cao lưng vai lên, đẩy cơ thể về phía trước, bước chân trái lên cạnh bàn tay trái, hạ đầu gối xuống. Sau đó nâng vươn này, vươn này, vươn này, vươn đến đâu, cảm nhận cái phần lưng của chúng ta được duỗi dài, nhấn nhẹ cái vùng đầu gối, nhướn cái người lên, đẩy ngực vươn lên. Thế dễ dàng không cả lớp? Rồi thở ra, trượt bàn tay ngang với vùng bắp chân của bên trái, duỗi thẳng ra, hông giữ thẳng, không lệch vẹo hông nhé, giữ thẳng. Đó, thêm một lần nữa nào. Hít vào, vươn, nhướn, nhướn cái ngực của chúng ta lên, vươn lên, vươn lên, vươn lên. Thế đúng rồi. Thở ra, úp bàn tay xuống, giữ ở đây, hít thở đều nào. Cảm nhận giãn thật mạnh, thật đã ở cái vùng gân chân của chúng ta, đúng không cả lớp? 5, 4, 3, 2 và 1. Rồi nhẹ nhàng, bạn đẩy người về phía trước, chống hai tay trở về vị trí ban đầu. Hít vào, đẩy người lên và rút chân ra sau, tư thế chữ V ngược. Sau đó chậm rãi, bạn bắt chéo chân phải, bước lên, đi gần về phía tay, rồi hai chân khép sát lại với nhau, cong lưng, thả lỏng vai, hít, bạn cuộn,
cuộn cuộn từng đốt sống lên, xoay vai thẳng lưng, đầu lên sau cùng. Chúng ta điều hòa hơi thở nào, hít vào, thở ra, hít sâu và thở chậm. Giữ nguyên tư thế đứng nha bạn. Từ từ hít vào một hơi thật sâu, vươn tay, vươn này, vươn tay lên, ngửa lòng bàn tay vươn lên. Tay phải nắm lấy cổ tay của bên trái. Thế sau đó thì mình kéo qua bên phải này, nghiêng này, mắt nhìn xuống, nghiêng, lưng vẫn giữ thẳng, mắt nhìn xuống. Rồi hít, đưa thẳng cơ thể lên, đổi tay, tay trái nắm lấy cổ tay của bên phải. Thở ra, nghiêng, nghiêng qua trái, nghiêng qua trái. Rồi từ từ hít vào, đưa cơ thể về giữa. Chúng ta đổi bên tiếp tục nè. Thở ra, nắm kéo, nghiêng qua bên phải, giữ ở đây, hít thở đều. 5, 4, 3, 2 và 1. Rồi hít, đưa cơ thể về vị trí ban đầu, duỗi dài lưng ra. Rồi chúng ta lấy tay trái nắm với cổ tay phải. Thở ra, nghiêng qua bên trái, giữ, hít thở đều. 5, 4, 3, 2 và 1. Từ từ hít vào, nâng vươn hai tay lên, thở ra, hạ tay xuống, thả lỏng. Thư giãn vai một chút nha bạn. 3, 2 và 1. Chúng ta xoay ngược lại. 1, 2, 3. Rồi, rất tốt. Bây giờ chúng ta tiếp tục đến với tư thế tiếp theo. Khép sát hai chân này, hít vào. Xoay vai này, từ trước ra sau để đẩy cái ngực của chúng ta được mở ngực đó. Mở ngực thì khí mới tràn được vào trong phổi của chúng ta chứ. Đan hai tay lại, từ từ duỗi thẳng căng, tại thẳng căng, thẳng căng, úp hai lòng bàn tay lại. Thế, đúng rồi, nâng cái ngực lên, cảm nhận ngực của chúng ta được nâng lên nhá. Hít thở đều, hít vào một hơi thật sâu và thở ra từ từ. Sau đó hít vào, trùng đầu gối này, lưng vẫn duỗi thẳng, ngực vươn, trùng gối lại, không đổ quá, trùng nhẹ, đẩy mông ra sau. Thế, bụng úp sát về phía đùi. Đó. Rồi sau đó thả lỏng, thả lỏng, thả lỏng. Cái vùng vai, vùng tay đó, cúi đầu xuống, giữ, hít thở đều. Thả lỏng xuống. 5, 4, 3, 2 và 1. Từ từ hít vào. Chúng ta lại ngóc cái đầu, nâng thật chậm, thật chậm, thật chậm rãi. Nâng cơ thể lên, trở về vị trí ban đầu. Hạ tay ra, thả lỏng cho tay vai. Tập động tác này cảm giác như toàn bộ cái vùng vai chúng ta được mở bung hết ra, đúng không ạ? Bao nhiêu cái cơn đau ở vai, ở gáy, ở đầu đều rớt hết xuống rồi. Rồi chúng ta tiếp tục lần nữa nhé. Tập động tác này rất thích cho não. Máu bơm về não tuyệt vời lắm. Rồi hít vào, xoay vai ra sau, đẩy nhẹ cái lồng ngực, vươn cái lồng ngực để đẩy về phía trước nha. Rồi hai tay đan lại, từ từ úp chặt hai lòng bàn tay lại với nhau này, vươn thẳng căng ngực, nhướn lên phía trước đó, chỉ ngực của chúng ta nhướn lên thôi. Hít thở đều. 5, 4, 3, 2 và 1. Từ từ hít vào thật sâu, rồi trùng gối, thở ra, vươn thật dài, thật dài cái lưng nhá, đừng cong lưng, vẫn giữ nguyên cái lưng của chúng ta, úp bụng sát về phía đùi, sau đó mới nhẹ nhàng chúc đầu xuống và thả hai cái tay rơi về phía trước và giữ ở đây, hít thở đều. Bạn nào mà huyết áp cao mà cúi xuống bị chóng mặt ấy thì ngóc cái đầu lên, hoặc là thoát tư thế sớm hơn các bạn bình thường nhé. 5, 4, 3, hít thở đi cả lớp. 2 và 1, từ từ hít vào. Đưa tay ra sau, ngóc đầu thật chậm, thật chậm, thật chậm lên. Sau đó thở ra, hạ tay xuống, thả lỏng tay vai. Điều hòa hơi thở, hít vào. Thở ra, hít sâu và thở chậm.
Từ từ chúng ta đứng mở rộng hai chân sang hai bên nào. Mở rộng hai chân sang hai bên. Thế. Khoảng cách khoảng chừng 80 cho đến 1 mét. Bạn nào chân dài thì dang rộng ra, đừng rộng quá. Đó, Nguyễn Hiếu thì dang khoảng 80. Bạn nào cao lớn hơn thì chúng ta dang chân khoảng 1 mét. Từ từ xoay mũi chân phải qua bên phải nhé. Xoay mũi chân phải qua bên phải. Và chú ý nhìn hai gót chân bằng nhau là chúng ta đang đứng đúng. Hông được hướng thẳng, không được lệch hông. Hướng thẳng hông về phía trước. Sau đó hít vào, dang hai tay sang ngang. Thế, từ từ thở ra, nghiêng thật nhẹ qua bên phải này. Qua bên phải, thả lỏng tay phải, chạm nhẹ vào cái cẳng chân của chúng ta. Vươn tay trái lên. Dễ không nào? Tiếp tục nào, hít vào, nâng cơ thể lên. Thở ra, nghiêng qua bên phải. Ba, hít lên, mỗi bên chúng ta làm 5 lần. Thở ra, rất tốt cho thận của chúng ta và tạo cái đường cong cho eo đó. 4, hít lên. Thở ra, bạn lưu ý luôn luôn hít bằng mũi và thở mũi nhé. Và 5, hít vào, nâng cơ thể lên. Thở ra, thả lỏng tay xuống, giữ hít thở đều. Mở rộng các ngón tay nè. 5, 4, 3, 2 và 1. Từ từ hít vào, nâng cơ thể và tay lên. Thở ra, hạ xuống. Chúng ta đổi bên. Xoay cánh bàn chân phải về phía trước. Lần này chúng ta lại kéo cái ngón chân cái sang phía bên trái nhé. Các bạn nhìn rõ chưa? Đúng rồi. Tiếp tục. Hít vào. Dang hai tay sang ngang. Thở ra, nghiêng qua bên trái. Đừng úp người mà phải nghiêng. Đấy, đảm bảo cánh tay phải được vươn thẳng lên phía trần nhà. 2, hít nâng cơ thể lên. Thở ra, nghiêng xuống. 3, hít lên. Thở, nghiêng xuống. 4, hít lên. Thở, nghiêng xuống. Và 5, hít lên. Thở, nghiêng xuống. Giữ ở đây, hít thở đều nha. 5, 4, 3, 2 và 1. Từ từ hít vào, nâng tay và cơ thể lên. Thở ra, hạ xuống. Xoay mũi chân hướng thẳng về phía trước. Giữ nguyên tư thế đứng. Hít vào một hơi thật sâu. Bạn vươn hai tay lên. Vươn, vươn lồng ngực. Đẩy cái ngực vươn hướng lên nè. Vươn lồng ngực lên. Hướng mắt nhìn lên trên trần nhà. Thở ra, chắp hai tay về phía trước ngực. Đó, chắp hai tay về phía trước ngực. 2, hít vào. Nâng vươn tay và cơ thể lên. Hướng mắt nhìn lên nào. Thở ra. Thêm một lần nữa, hít vào. Vươn tay, vươn ngực lên. Thở ra. Chúng ta hít bằng mũi và thở ra bằng mũi, giữ 5 giây. 5, 4, 3, 2 và 1. Từ từ hít vào, nâng vươn tay và cơ thể lên. Thở ra, hạ tay xuống, thả lỏng. Thu chân, chúng ta đứng lên trên phía đầu thảm. Mở rộng hai bàn chân bằng vai. Từ từ hít vào một hơi thật sâu. Nâng hai tay lên ngang với vai của bạn. Thở ra, trùng gối, trùng gối. Kiễng cái gót chân của bạn lên. Thế, thế, giữ ở đây, hít thở đều. 5, 4, 3, vươn cái ngực lên. Cảm giác người như đang được kéo lên. 2 và 1, thở ra, nhẹ nhàng, hạ xuống. Lùi mông ra sau, lùi mông ra sau. Hai tay chống ra phía sau. Chống ra phía sau. Duỗi thẳng hai chân. Khép chặt hai chân của bạn lại. Thế, từ từ hít vào. Co hai chân lên. Ngả nhẹ người ra sau. Bạn nâng thẳng. Duỗi thẳng cái chân của bạn lên. Thở ra. Hai, hít vào. Duỗi thẳng. Thở ra. Ba, hít. Duỗi thẳng.
thở. 4, hít vào. Duỗi thẳng và thở ra. Từ từ vươn người về phía trước, bạn kéo cái mông ra sau. Hít vào một hơi thật sâu, vươn hai tay lên. Vươn hai tay. Thở ra. Gập cơ thể về phía trước một góc 45 độ thôi. Chúng ta chưa cần úp vào chân vội. Hai tay nắm lấy cái phần mắt cá chân. Kéo ghìm cái khuỷu tay xuống để vươn cái ngực của chúng ta về phía trước. Giữ ở đây, hít thở đều. 5, 4, 3, 2 và 1. Từ từ hít vào, vươn tay lên. Thở ra, hạ tay xuống, thả lỏng. Giữ nguyên chân của bên phải nha bạn. Rồi co chân trái lên. Co chân trái. Đặt cái bàn chân trái lên khớp háng của bên phải. Lên khớp háng của bên phải. Cố gắng kéo lên. Kéo lên, cài lên khớp háng của bên phải. Một số bạn mà quá cứng mà không cài được sâu thì chúng ta có thể cài nhẹ nhàng lên thôi cũng được nhá. Đó, sau đó chúng ta dùng tay này ấn cho cái đầu gối của chúng ta chạm xuống dưới sàn. 1, 2, ép xuống. 3, 4 và 5. Ấn sâu xuống và bạn giữ ở đây. 5 giây. Ấn xuống, 5, 4, 3, 2 và 1. Rồi, giữ nguyên cái chân ở đây nha. Ấn ép xuống, lúc này cái gót chân của chúng ta nó sẽ thẳng với cái vùng bụng dưới đúng không? Chúng ta nhấn, vươn cái ngực lên. Nhấn ép cái bụng dưới vào cái gót chân của bạn ấy. Quan trọng nhất là cái bụng dưới đang được kích hoạt. Đó, nhấn cái gót chân vào trong cái vùng bụng của chúng ta. Kích hoạt cái luân xa 3. Luân xa của lửa tiêu hóa sẽ hỗ trợ cho cái khả năng tiêu hóa và chúng ta phát ra những cái nguồn năng lượng rất là mạnh, rất là khỏe, tăng sức khỏe đề kháng của chúng ta. Giữ ở đây, hít thở đều. Bạn nào tốt thì có thể hạ cái khuỷu tay xuống dưới cái đầu gối, cái cẳng chân, hoặc là hạ xuống dưới sàn. Đấy, tùy theo khả năng của chúng ta. Nhớ cái lưng được vươn dài nhé, cả lớp chú ý lưng vươn dài, đừng có khom lưng. Phải vươn cái ngực lên thì cái xương sống của chúng ta mới được duỗi. Hít thở đều 5 giây. 5, 4, 3, 2 và 1. Từ từ hít vào. Vươn hai tay lên. Thở ra, hạ tay xuống, thả lỏng. Chúng ta đổi bên nào. Duỗi chân trái, lắc lư thư giãn cho chân trái một chút đi. Thế, sau đó đẩy cơ thể về phía trước. Duỗi thẳng chân trái, co chân phải lên. Cài cái chân phải vào khớp háng của bên trái. Nếu tới thì cài sâu, còn nếu mà không thì chúng ta chỉ cài nhẹ nhàng thôi nhá. Đó, cài sâu lên nếu có khả năng. Sau đó dùng tay phải ấn để ép cái đầu gối xuống sát sàn. 1, 2, nó cứng quá mà nó cứ bật lên thì mình lại ép nó xuống. Ngày nào các bạn cũng làm như vậy thì mới mềm ra được. Mấy ngày đầu chúng ta tập chúng ta cứng là chuyện hết sức bình thường nhá. Chúng ta đừng có quá lo lắng. Chúng ta nhấn và giữ, hít thở đều 5 giây nha. 5, 4, 3, 2 và 1. Ép xuống, rất tốt. Sau đó hít vào một hơi thật sâu, nhấn xuống này. Nhấn cái bụng này, ép cái bụng của chúng ta. Cảm giác vươn dài ngược lên, bụng được ép vào gót chân. Thế nắm lấy cái mắt cá chân, cổ chân. Hướng thẳng chân về phía trước, dựng cái bàn chân thẳng lên. Đừng choãi, đừng duỗi mà dựng thẳng lên thì mới nắn chỉnh được gân cơ và nắn chỉnh chân của chúng ta, xương được nắn chỉnh thẳng chứ. Rồi, giữ ở đây, hít thở đều. Bạn nào tốt thì có thể hạ cái khuỷu tay xuống chạm với cái cẳng chân. Đây, chạm xuống đây. Đó. Còn nếu như tốt hơn nữa thì bạn có thể hạ khuỷu tay xuống. Hạ khuỷu tay xuống và giữ ở đây, hít thở đều. Hít thở đều bằng mũi nha bạn. 5, 4, 3, 2 và 1. Từ từ hít vào. Nâng vươn hai tay lên. Giãn duỗi thật dài cho xương sống. Thở ra, hạ tay xuống, thả lỏng. Rồi bạn thấy thế nào?
Chỉ cần động tác này chúng ta tập đúng kỹ thuật thôi là người vã mồ hôi ra dẻo ngay sau bài tập. Càng tập chúng ta càng mềm. Rồi chúng ta tiếp tục mở rộng hai chân bằng vai. Hai tay chống sang ra phía sau, cách mông, ngón tay cách mông 10 đến 15 cm. Đó, từ từ hít vào một hơi thật sâu. Nhấn gót chân này, nhấn gót chân, nâng cái hông của chúng ta lên. Đó, bạn nào hay bị chóng mặt khi mà ngửa ra sau thì đừng ngửa nữa mà nghến cái cổ lên. Thở ra. Hai, hít vào. Thở. Ba, hít. Úp bàn chân xuống nha. Thở. Chúng ta tập thêm hai nhịp nữa. Bốn, hít vào. Thở. Nhịp cuối 5, hít. Rồi từ từ thở ra. Hạ cơ thể xuống. Nâng tay lên. Thả lỏng thư giãn cho tay nè. Rồi chúng ta nằm xuống nha. Chúng ta lăn massage cho cái xương sống của chúng ta một chút. Hai tay ôm vòng quanh bắp đùi sau. Cong lưng lại. Bật này. Một. Cong lưng này. 2, 3, 4, 5. Rồi bây giờ chúng ta nằm xuống. Hít thở, sau đó thì chúng ta thư giãn nhé. Hít thở 3 phần nào. Bạn chụm hai bàn chân của bạn lại. Thế. Sau đó thì gập cái cằm xuống. Hai tay ôm vòng quanh rốn. Chúng ta hít thở 10 nhịp nhá. Hít vào. Bụng phồng căng lên. Bạn cảm thấy hôm nay chúng ta hít thở cái bụng của chúng ta mềm và giãn to, được dễ hơn đúng không nào? Thở ra, siết chặt bụng lại. Hít vào bằng mũi, thở ra bằng mũi nhá. Hít. Bụng phình căng lên, căng tròn bụng lên. Thở ra, xẹp xuống. Hít vào. Phình căng bụng lên. Thở xẹp sát bụng lại. Hít vào thật sâu. Bụng phồng lên. Thở ra, xẹp xuống. Năm, hít vào. Phình giãn căng bụng lên. Thở ra, xẹp bụng lại, siết chặt bụng xuống. 6, hít vào thật sâu. Bụng phồng lên. Thở ra, xẹp bụng lại. 7, hít vào. Phình căng bụng lên nè. Thở ra, siết chặt bụng xuống. 8, hít vào. Căng phồng bụng lên. Thở ra, thắt chặt bụng lại, thiết sâu xuống. 9, hít vào thật sâu. Phình bụng lên nè. Thở ra, xẹp bụng lại, xẹp sâu bụng xuống. Nhịp cuối 10, hít vào. Bụng phồng lên, căng tròn bụng lên. Thở ra, xẹp bụng lại, siết chặt bụng xuống. Rồi từ từ duỗi thẳng hai chân ra. Dung dinh thư giãn thả lỏng cho khớp háng và cho chân của bạn đi. Sau đó thì chúng ta thả lỏng cơ thể nhá. Mở rộng hai chân sang hai bên mép thảm. Ngửa lòng bàn tay lên, nhắm mắt lại. Lắc đầu qua hai bên. Thế. Rồi. Từ từ thả lỏng cho các khớp, các cơ. Thả lỏng cho khuôn mặt. Và thả lỏng cho đôi lông mày. Hãy loại bỏ mọi suy nghĩ, lo lắng, công việc trong đầu. Tập trung tâm trí hoàn toàn vào hơi thở. Hít vào thật sâu,
để thể xác và tâm hồn được thư giãn. Thở ra thật chậm, thở hết mọi bức xúc, căng thẳng, bệnh tật được đẩy lùi. Và cảm nhận làn sóng thư giãn đang tràn vào trong cơ thể của bạn, thư giãn cho các khớp, các cơ, thư giãn cho từng đốt sống, thư giãn cho khuôn mặt và thư giãn cho đôi lông mày. Toàn bộ cơ thể bạn lúc này hoàn toàn được thư giãn. Làn sóng thư giãn tiếp tục bao trùm toàn bộ cơ thể bạn, thư giãn cho từng đốt sống, thư giãn cho não bộ và thư giãn cho tâm trí của bạn. Tâm trí của bạn hoàn toàn được thư giãn. Cảm nhận cơ thể bạn lúc này thật nhẹ nhàng, mềm mại, thanh khiết và hoàn toàn thư giãn. Thư giãn, thư giãn. Hãy tưởng tượng như bạn đang nằm trên thảm cỏ xanh non, đầy hoa trái và bầu không khí trong lành của thiên nhiên. Từ từ, bạn đang đi vào sâu bên trong chính bạn để kết nối với chính bạn, kết nối với con người bên trong bạn. Bạn và nguồn năng lượng của vũ trụ đang hòa vào làm một, trở thành một thể thống nhất, hoàn thiện. Lúc này đây, toàn bộ cơ thể bạn, tâm trí bạn và từng tế bào bên trong cơ thể bạn đang được lấp đầy sự biết ơn với những điều mà bạn đang có. Và khi bạn đang sống từng giây phút trong sự biết ơn thì vũ trụ sẽ gửi cho bạn nhiều điều tuyệt vời hơn nữa. Hãy hít vào sự biết ơn, thở ra để lan tỏa lòng biết ơn và cảm nhận sự biết ơn đang thấm vào từng tế bào, thấm vào từng mạch máu và đang tuôn chảy đều toàn bộ cơ thể của bạn, lấp đầy tâm trí và tâm hồn của bạn. Ngay lúc này, bạn đang dần trở nên hạnh phúc. Hãy nhẹ nhàng mỉm cười với một trái tim đầy yêu thương và đón nhận những điều tuyệt vời đang tuôn chảy vào cuộc sống của bạn. Bạn hãy cảm nhận nguồn năng lượng biết ơn đang lấp đầy cơ thể khỏe mạnh, cơ thể đẹp đẽ của bạn. Bạn biết ơn cơ thể tuyệt mỹ của bạn, biết ơn trái tim khỏe mạnh, biết ơn bộ não minh mẫn. Bạn biết ơn đôi mắt sáng long lanh giúp bạn nhìn rõ mọi vẻ đẹp, mọi vật mỗi ngày. Bạn biết ơn đôi tai khỏe mạnh giúp bạn nghe rõ mọi âm thanh ngọt ngào của cuộc sống. Bạn biết ơn tất cả các bộ phận hoàn hảo trên cơ thể bạn. Và cơ thể bạn lúc này đang hoàn toàn được thư giãn và thật mềm mại, nhẹ nhàng, thanh khiết. Cơ thể bạn đang hoàn toàn thư giãn, thư giãn, thư giãn. Từ từ đánh thức cơ thể bạn, nhúc nhích các ngón chân, ngón tay, xoay nhẹ cổ chân, cổ tay, quay đầu sang phải,
sang trái, sang phải, sang trái, đưa đầu về trung tâm, khép chân lại, hít vào, vươn hai tay qua đầu, giãn duỗi thật dài cho cơ thể, rồi nghiêng mình sang bên phải, sau đó nhẹ nhàng nâng cơ thể ngồi dậy. Các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bài tập ngày hôm nay rồi. Nguyễn Hiếu xin chúc mừng bạn đã hoàn thành rất là tốt bài tập ngày hôm nay và rất là cảm ơn bạn đã tham gia đồng hành cùng Nguyễn Hiếu rất là chăm chỉ và đều đặn từ đầu khóa học tới ngày hôm nay, rất là nhiệt tình và còn giúp cho Nguyễn Hiếu kết nối được rất nhiều bạn bè, chia sẻ được cho rất là nhiều bạn bè và người thân của mình cùng tham gia luyện tập với Nguyễn Hiếu. Nguyễn Hiếu thực sự rất là cảm ơn và rất là biết ơn sự sẻ chia của các bạn. Và bạn thân mến, ngày hôm nay bạn luyện tập thì nếu như có bất cứ vấn đề gì của bài tập hôm trước, hay là có bất cứ vấn đề gì trong cuộc sống hay là trong quá trình luyện tập yoga, bạn hoàn toàn có thể tâm sự với Nguyễn Hiếu, comment, bình luận xuống phía dưới cái livestream này, hoặc là inbox cho Nguyễn Hiếu để Nguyễn Hiếu sẽ giải đáp cho các bạn được kịp thời nhất, để làm sao chúng ta đạt được hiệu quả cao nhất trong quá trình luyện tập bạn nhé. Và nhớ up những cái tư thế chủ đạo, up ảnh các cái tư thế chủ đạo lên trên cái nhóm này của chúng ta để cho Nguyễn Hiếu được nhìn thấy bạn thường xuyên nè, sẽ rất là nhớ bạn nè. Và cái việc mà bạn up hình lên thường xuyên thì cũng sẽ giúp cho truyền được động lực cho các bạn mà vẫn còn chưa kịp luyện tập, thì cũng có cơ hội ngắm nhìn sự đổi thay của bạn cùng những cái lời tâm sự của các bạn mỗi ngày luyện tập như thế nào, đã thay đổi được những gì tốt đẹp hơn, sức khỏe cải thiện ra sao. Thì nhớ chúng ta up bài lên đầy đủ để Nguyễn Hiếu được biết và cùng nhau truyền động lực cho bạn bè của chúng ta, bạn nhé. Nguyễn Hiếu cảm ơn bạn rất nhiều và Nguyễn Hiếu sẽ gặp lại bạn vào sáng ngày mai, chúng ta cùng chào đón. Và một lần nữa Nguyễn Hiếu rất mong rằng là bạn hãy giúp Nguyễn Hiếu chia sẻ cái livestream này cũng như là chia sẻ cái nhóm này của chúng ta tới cho bạn bè và người thân của chúng ta được luyện tập bài tập ngày hôm nay cùng với Nguyễn Hiếu, bạn nhé. Nguyễn Hiếu xin chúc bạn một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc ngọt ngào. Om Namah Shivaya.